Kính thưa quý vị, tiếp theo là bản tin của chúng tôi gửi đến quý vị hình ảnh của cuộc biểu tình của người Việt ở tại thủ đô Washington vào sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, được biết rằng có những phái đoàn đến từ Boston, đến từ New York, đến từ New Jersey, đến từ Pennsylvania và đến từ Maryland, Virginia và đặc biệt ở tại Washington DC đã đến trước sứ quán của Cộng sản Việt Nam để tham dự cuộc biểu tình do chính cộng đồng người Việt tại thủ đô Washington và Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam vùng thủ đô Washington chủ trương. Được biết đây là cái cuộc biểu tình ngay trên cái hành lang của con đường số 20, nơi đây là nơi sứ quán của Cộng sản Việt Nam, cái số 1233 trên đường 20. Cũng thưa rằng là trời hôm nay thủ đô Washington rất là tốt, gần như là vấn đề khí hậu đã ưu đãi cho những người đi biểu tình cho ngày hôm nay. Những cái người đi biểu tình có một cái chính nghĩa là kêu gào những người nhà Cộng sản Việt Nam hãy buông tha những người dân vô tội trong nước đang bị trù dập. Và đặc biệt chúng tôi ghi nhận theo ông Đỗ Hồng Anh cho biết rằng là đây là cuộc biểu tình nhằm để yểm trợ và cổ vũ cho những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước và những người này hiện đang bị giam cầm hoặc là bị những cái bản án mà người ta gọi là rất là bất lương, bất nhẫn đối với lại những người quan tâm tới đời sống dân chủ của người Việt Nam chúng ta, mà chẳng may là họ ở trong nước Việt Nam, họ thực thi một cái hiến pháp, mà khi mà họ thực thi những cái hiến pháp được pháp định như vậy thì lại là vi phạm những cái quyền lợi của người Cộng sản hoặc là vi phạm đến những cái điều cấm mà người Cộng sản không mong muốn. Do đó nên họ đã đưa những cái nhà đấu tranh dân chủ này vào những nơi lao tù, và đó là lý do tại sao mà có cái cuộc biểu tình ngày hôm nay. Ngoài ra trong cuộc biểu tình chúng tôi còn ghi nhận rằng ngoài những cái lời phát biểu của cộng đồng thì chúng tôi còn ghi nhận là có ca sĩ Nguyễn Ánh cũng đặc biệt ngày hôm nay cũng có mặt ở trong cuộc biểu tình ngày hôm nay để ca những cái bài hát cổ vũ cho dân chủ tại Việt Nam. Và chúng tôi còn ghi nhận rằng ngoài cái ý nghĩa là tranh đấu cho dân chủ thì những cái lời của những người đồng hương kể lại cho họ cho biết rằng đây là cuộc biểu tình còn nhằm cho Cộng sản biết rằng họ không chấp nhận tình trạng Cộng sản đang lần lần nhượng những phần lãnh thổ, nhượng những cái phần đất nước vào tay Trung Cộng, và một cái mối nguy cơ mất nước vào tay Trung Cộng một ngày thật là gần có thể xảy ra. Do đó nên họ lên tiếng cảnh báo người Cộng sản phải làm như thế nào đó để gìn giữ lại đất nước của chúng ta và không để cho Trung Cộng tiếp tục khai thác vô xích, cũng giống như không để cho Trung Cộng lấn áp những vùng biển của người dân Việt Nam đang hiền lành đánh cá, và đặc biệt là phải bảo vệ vùng biển hải của chúng ta là quần đảo Trường Sa. Và chúng tôi ghi nhận rằng bên cạnh những người lớn tuổi, những người trẻ tuổi thì chúng tôi còn ghi nhận có cả những cái cựu thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa cũng có trong cái cuộc biểu tình này. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết đã ưu đãi những người đồng hương của chúng ta, nhiệt độ trên 40 độ, và chúng tôi cảm nhận rằng một cái cuộc biểu tình như vậy rất là thành công cho đồng hương của chúng ta, những người ở đường xá xa xôi từ ở Boston xuống, từ những lúc mà sáng sớm và họ đã chạy liên tục để mà xuống đến cho kịp giờ biểu tình xảy ra vào lúc 11 giờ trưa ngày hôm nay. Và chúng tôi may mắn tiếp xúc với lại cộng đồng của người Việt ở tại New York và cộng đồng người Việt ở tại Boston, và sau đây là những lời mà chúng tôi được quý vị đồng hương đó chia sẻ. Tôi nghĩ rằng cái cuộc biểu tình ngày hôm nay rất là quan trọng và đáp ứng đúng lúc cái tình hình đất nước đang gặp cái hồi khó khăn. Cộng sản đang leo thang đàn áp trù dập những cái tiếng nói dân chủ. Chúng tôi lái từ tối hôm qua lúc 10 giờ cho đến đến DC lúc là 8 giờ sáng. Chúng tôi vô cùng hăm hở vì thấy rằng đây là một cái tiếng nói rất là quan trọng để nhắc nhở cho Cộng sản Việt Nam thấy rằng là chúng không thể tiếp tục đàn áp leo thang những đồng bào ở trong nước thấp cổ bé họng, vì ở hải ngoại 3 triệu người dân Việt Nam cũng đồng lòng với những người dân chủ Việt Nam là quyết đấu tranh cho bằng được để khi nào Việt Nam có tự do dân chủ. Và chúng tôi thấy rằng là chúng tôi còn hải ngoại còn có trách nhiệm nói lên cho thế giới biết rằng thế giới phải có trách nhiệm về những cái điều mà Cộng sản Việt Nam tuyên hứa khi gia nhập với cộng đồng thế giới trong cái chương trình toàn cầu hóa này. Cộng sản Việt Nam đã hưởng rất là nhiều cái lợi nhuận. Tuy nhiên bọn Cộng sản tham lam lấy số tiền đó không gì để giúp đỡ cho đồng bào thì lại bỏ túi riêng và làm sức mạnh để chà đạp đàn áp những cái tiếng nói dân chủ. Chắc chắn rằng chúng tôi cùng với đồng bào ở hải ngoại không bao giờ ngưng tranh đấu vào bất cứ hoàn cảnh thời tiết lạnh lẽo như thế nào. Chúng tôi cũng hăm hở đi đến cho được đây cùng nối vòng tay lớn, cùng siết chặt với đồng bào để nói tiếng nói chống cái sự giả mang của Cộng sản, và đồng thời gửi một tín hiệu về trong nước rằng quý vị ở đồng bào trong nước không phải là những người tranh đấu cô đơn. Chúng ta nhận thấy ý thức rằng chúng tôi cũng có một trách nhiệm lịch sử đối với quý vị là đập tan chế độ Cộng sản để chấm dứt cái sự đàn áp đồ dập, và cũng đồng thời để tránh dứt cái nạn mà buôn bán đất bán biển để cho Trung Cộng, và đồng thời để củng cố cái chế độ gian ác phi nhân của mình ở tại Việt Nam. Để đáp ứng cái lời kêu gọi của ban tổ chức
cũng như là của cộng đồng quanh tên DC và các hội đồng đoàn thể đứng ra tổ chức cái ngày biểu tình hôm nay. Vì lý do là chúng ta lợi dụng cái ngày làm việc để chúng ta nói lên cái tiếng nói cho những cái tên cán bộ cộng sản nó ở trong tòa nhà, nó nghe được và nó hiểu được, nó biết được. Chứ còn nếu mà chúng ta làm cuối tuần thì nó thuận lợi cho việc đi lại, nhưng mà cái vấn đề những cái thằng cộng sản nó đã đi ra khỏi nhà cho nên nó không có tiếp thu được. Thì cái này chúng tôi cũng biết được, hiểu được cái vấn đề, cho nên chúng tôi cố gắng và phải đoàn đại giúp chúng tôi đã lên đường 6 giờ sáng. Mặc dù chúng tôi đi rất sớm nhưng mà vì lý do khi đến Washington DC thì gặp một, phải nói là những núi tuyết cho nên cản trở lưu thông rất là nhiều, cho nên chúng tôi đi chậm và đến đây thì có phần hơi trễ. Thế đó là cái mà chúng tôi vô cùng vui mừng và cũng còn được gặp trong cái buổi biểu tình hôm nay. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình phóng sự đặc biệt của chúng tôi về hình ảnh của cuộc biểu tình của người Việt tại thủ đô Hoa Thành Đốn trong ngày hôm nay, ngày 19 tháng 2 năm 2010 tại thủ đô Hoa Thành Đốn.